Huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp rèn quân, đặt ra yêu cầu cao với U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các cầu thủ U23 Việt Nam phải tích cực tập luyện, nỗ lực hơn nữa để có thể giúp đội bóng giành vé dự VKK U23 châu Á 2022. Trong buổi rèn quân mới nhất của U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã trực tiếp nắm quyền điều hành trên sân, dưới sự uống nắng của ông thầy người Hàn Quốc. Các cầu thủ ra sức tập luyện để gia tăng cơ hội cạnh tranh xuất dự vòng loại U23 châu Á 2022 so với buổi tập hôm trước, khối lượng và cường độ vận động đã giảm đi. Bởi vì các cầu thủ vừa trải qua buổi tập đối kháng tiêu tốn nhiều thể lực, một phần đu huấn luyện viên Bắc Hang sẽ muốn chỉnh sửa, trang dũa thêm cho các học trò về cách di chuyển chiến thuật cũng như chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022, thể lực của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt đã có sự cải thiện rõ nét nhờ sự hướng dẫn của chuyên gia người Pháp Cedric Roger. Điều này đã khiến huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đặt ra những yêu cầu rất cao đối các cầu thủ để buộc họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đặc biệt trong bối cảnh đồng hồ đếm ngược tới vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn tính từng ngày. Theo kế hoạch, ngày 17-10, U23 Việt Nam sẽ có màn tổng duyệt bằng trận giao hữu quốc tế với U23 Kyrgyzstan. Đội bóng này cũng đã sang UAE tập huấn và tham gia cuộc đua tại bảng E vòng loại U23 châu Á 2022. Du UAE đăng cai tổ chức. Sau trận đấu này, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo sẽ đưa ra quyết định về danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.